Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay căn nhà rất là đẹp, mới xây, nhà lầu lửng nha. Có tất cả là 3 phòng ngủ, 3 nhà tắm toilet. Sân trước là để được ô tô nè, rồi có sân sau. Ở trên lầu á, có cái ban công khá là rộng luôn. Địa chỉ ở đây á, là ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nhà đất này có tổng diện tích á, là 161,6 m². Đó, 1616 là sinh lộc, sinh lộc đó cô chú anh chị. Nhà hướng Tây nha, diện tích đó là chiều ngang 5 m, chiều dài thì bên đây là 32 nè, bên đây là 33. Có 100 m² là thổ cư nha, còn lại đất cây lâu năm. Thì căn nhà này cô chú anh chị sẽ thấy á, xây dựng thiết kế rất là đẹp. Nhà là có bản vẽ thiết kế nè, có giấy phép xây dựng, và đặc biệt là nhà đã được hoàn công luôn, cho nên là rất có giá trị nha cô chú anh chị. Nhà hướng Tây nha, thuộc thị xã Hòa Thành Tây Ninh. Thì thị xã Hòa Thành là đang phấn đấu để lên đô thị loại 3, tức là sẽ lên thành phố đó cô chú anh chị. Anh Hoàng chủ nhà đó là ảnh xây căn nhà này rất là tâm huyết nha. Ảnh xây căn nhà này rất là kỹ. Ảnh định là 3 năm nữa về hưu là sẽ về đây sống. Hiện tại là ảnh đang ở Sài Gòn nha, nhưng mà giờ kiểu như đang kẹt tiền á cô chú anh chị, cho nên là đành phải bán căn nhà này. Đó, sổ hồng nè. Thì bây giờ anh Hoàng bán trọn gói cả nhà và đất, rồi tặng luôn những món nội thất cô chú anh chị thấy trong nhà ha, là 1.650.000.000 là trọn gói nha cô chú anh chị. Nhà này xây kiểu là một trệt một lầu lửng, ở dưới tầng trệt là cũng có một phòng ngủ nha cô chú anh chị. Rồi trên lầu á là có khu vực phòng thờ nè, rồi hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ ở trên lầu á là có nhà tắm toilet bên trong luôn. Nhà có hoàn công nha cô chú anh chị, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Thì tổng diện tích sàn á là 163 m². Nhà thiết kế đẹp ha. Những cái đèn led này là nó có thể chớp đổi màu được nha cô chú anh chị, hoặc là mình có thể chọn màu khác, màu xanh, màu tím, màu hồng, màu vàng gì đó là mình có thể đổi được nha, hoặc là để cho nó chớp chớp cũng được. Tặng nội thất trong nhà nha cô chú anh chị ơi. Mặt dựng của nhà cũng đẹp lắm nè. Nhà sân trước sân sau rộng rãi. Rồi trên lầu là có cái ban công ra phía sau nữa, có thể để cái bộ bàn để ngồi uống trà. Mặt dựng đẹp nha cô chú anh chị. Đây, giờ Tấn quay á, trời hơi nắng ha. Thì cái cổng phía trước nè là lập ngói luôn, nhìn rất là sang. Đây, cổng nhà phía trước. Và hàng xóm dân cư xung quanh nè cô chú anh chị. Đó, đây là có nguyên dãy nhà liền kề luôn nè. 5 căn liền kề ha. Và đường này là đường thông nha. Đường này trên giấy tờ á, là đường 10 m. Ở đây mình đi xích tới cỡ chừng 50 m thôi là cái ngã tư. Quẹo phải 250 m là sẽ ra quốc lộ 22B. Kế bên ngã ba Thiên Thọ Lộ, kế bên điện thờ Phật Mẫu Trường Ân. Và chỗ này gần chợ Cẩm Giang nha. Cách chợ Cẩm Giang á, là cỡ 700 m nha cô chú anh chị. Cẩm Giang thì thuộc huyện Gò Dầu, còn ở đây là thuộc thị xã Hòa Thành nha. Đây là giáp ranh với xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. Nhà hướng Tây nha cô chú anh chị. Chiều ngang là đúng 5 m á, còn chiều dài á là 33 m. Tổng diện tích đất là 161,6 m². Cái đường này đường thông nha, có đèn đường nè. Mình đi ra hướng này á, cỡ chừng 300 m là sẽ ra đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nhựa Bự. Ngay phía trước nhà là có làm cái đèn nè cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ anh Hoàng bán trọn gói là 1.650.000.000. Chút nữa Tấn sẽ quay cái đường đi vô từ chợ Cẩm Giang, quốc lộ 22B á, chạy vô đây cho cô chú anh chị coi ha. Đường thông nha, mình có thể đi được nhiều hướng. Từ đây mà vô ủy ban xã Trường Đông á là khoảng 3 cây, đi lên chợ Long Hoa, đi lên tòa thánh Cầu Đài là khoảng 9 cây, đi thành phố Tây Ninh 12 cây, còn đi núi Bà Đen á là khoảng 20 cây nha.
Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là khoảng 70 cây số. Đó, cách Sài Gòn 70 cây thôi, cách Củ Chi là có 50 cây thôi nha. Thì cái sân ở trước nè rất là rộng, có thể đậu được hai chiếc ô tô nha cô chú anh chị. Sân thì được xây tường rồi có gắn đèn trang trí. Bên đây là có bồn bông nữa nè. Đó, cổng thì cổng sắt bự nha, gốc cột cổng là dán đá bóng kiến luôn. Một cái dãy 5 căn nhà liền kề. Khu dân cư rất là đông hết cô chú anh chị. Đây, mặt dựng nè. Nhà này xây theo kiểu hiện đại nha. Bậc thềm bước lên nhà hai bậc, phong thủy tốt luôn. Cửa là cửa kính cường lực, khung sắt. Nhà này mới xây 100% nha cô chú anh chị. Anh Hoàng chủ nhà là chưa ở đây luôn á. Ảnh định là 3 năm nữa về hưu á là sẽ dọn về đây ở nè. Nhưng mà giờ kẹt tiền. Ảnh nói là giờ bán căn này rồi sau này khi mà về hưu á sẽ tìm căn khác để mua ha, hoặc là xây một căn khác. Có rèm cửa sẵn nha cô chú anh chị. Cầu thang lên lầu nè. Đây, cái đèn chùm ở trên, đèn pha lê. Tặng bộ sofa màu da bò. Rất là đẹp ha. Thì cô chú anh chị thấy là nhà đất ở Tây Ninh đó, bây giờ còn rất là rẻ so với những cái địa phương khác nha cô chú anh chị. Ở những tỉnh khác căn nhà như thế này á là phải vài tỷ. Nhà thiết kế hiện đại nè, phòng khách liền kề với phòng bếp. Thì ngay chỗ bếp chúng ta thấy rất là rộng luôn, nấu nướng thoải mái luôn, học tủ quá chừng. Chỗ này là có bộ bàn ăn 6 ghế nữa nè, cao cấp luôn. Ngay chỗ bàn ăn là có cái cửa sổ. Thì cửa sổ này chúng ta mở ra thông thoáng mát nha, không có liền tường với hàng xóm cô chú anh chị ơi. Cách tường của hàng xóm á, là cỡ khoảng 1,5 m. Có rèm cửa nha. Trần thạch cao, đèn led, rồi đèn trang trí. Những cái đèn led này là có thể là mình mở cho nó chớp chớp cũng được, hoặc là mình đổi màu cũng được. Nó 7 màu hay gì đó. Ngay chỗ này làm bự nè, để là giống như là cái quầy bar vậy đó. Ngồi quay cái ghế vô, nó quay ghế vô ngồi đây uống nước uống trà đồ cũng được. Này bếp nè, mặt bếp là đá hoa cương ha, học tủ nhôm quá chừng. Học tủ trên là 2 tầng luôn. Nhà xây tâm huyết, bản vẽ xây dựng, giấy phép xây dựng rồi hoàn công đầy đủ. Đây ngay chỗ bếp là có cái cửa sổ nữa nè, mở ra dài. Nhà dán gạch men cao 1,6 m hết nhà nha. Đây chỗ rửa chén. Đây chỗ bếp á, cũng là trần thạch cao đèn led, là có gắn thêm cái quạt nha. Đường điện đi âm tường hết. Gạch men dán tường là cao 1,6 m nè. Thì bếp xong là tới nhà tắm, toilet và cái phòng ngủ của tầng trệt. Và ở sau là có cái sân nè, sân vườn á. Máy giặt thì để ngay góc này nè cô chú anh chị. Có đường ống nước nè, có ổ điện nè. Ba nhà tắm toilet đó là sử dụng bồn cầu liền khói hết nha. Nhà tắm này khá là rộng luôn, vòi sen, vòi xịt đầy đủ. Có cửa thông gió, có gương lavabo. Đó, khá là rộng. Cửa nhôm kính mờ ha. Đây trên trần. Gạch lát nền nó là gạch men 60-60 nha cô chú anh chị. Hai cái phòng ngủ mà quay ra phía sau á
là sẽ có cái cửa như thế này ha, một cái cửa để đi vô và một cái cửa nó thông với lại phía sau. Thì cái phòng ở trên lầu á cũng vậy nha cô chú anh chị, có cái cửa để đi ra ban công. Đấy, chúng ta thấy thiết kế vậy rất là thoáng nha. Cộng thêm cái cửa sổ nữa, đó nhà này có tất cả. Cái phòng này á có tất cả là ba cửa luôn. Hai cửa ra vô với một cái cửa sổ. Đây, vô coi phòng ha. Đây, cửa sổ thì mở thoải mái, cách từ nhà hàng xóm tới 1,5 m là. Trong phòng thì có máy quạt, có đèn ngủ đồ sẵn nè. Thì chúng ta sẽ thấy là cái không gian phòng nè, rộng, thoáng. Đó, cái cửa. Cái cửa bự luôn nha. Cửa bự mở hai cánh để đi ra cái sân sau nè. Sân sau thì lát gạch sân vườn, có chỗ trồng bông, có đèn trang trí. Cái tường ở phía sau nè cô chú anh chị là được dán gạch men luôn, và phía trên á là có khung sắt nha. Phía bên nhà hàng xóm là chỗ này có cây vú sữa nè, để sau là có mấy cây mít nè. Đó, cái sân sau này cũng khá là rộng. Thì mặt tiền chính của nhà là quay về hướng Tây nha cô chú anh chị. Đó, Thắng sẽ quay kỹ chi tiết cho cô chú anh chị coi nha. Nhìn lên cái ban công nè, cái ban công ở trên thì rất là rộng luôn á, để bàn ghế đồ ngồi uống trà thoải mái luôn. Ngay chỗ này là cái kệ gỗ để đồ trang trí á cô chú anh chị. Còn phía bên đây là có cái kệ gỗ để tivi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ lên lầu nha. Nền cầu thang á là lát đá bóng kiến, tay vịn là bằng gỗ, lan can là có kính cường lực nè. Ngay chỗ cầu thang thì có cái cửa sổ mở ra phía trước. Đây, vừa lên trên thì chúng ta thấy là ngay chỗ này á, khu vực phòng thờ đó, chúng ta có thể để một cái bộ bàn ghế sofa ở đây, giống như là cái phòng khách thứ hai á, cũng được nha. Đây, cái đèn chùm pha lê nè cô chú anh chị, nhìn rất là sang luôn ha. Và ngay chỗ cái rèm này nè là cái cửa sổ luôn nha, để chúng ta có thể mở ra cho nó sáng cũng được. Trên nè, trần thạch cao, đèn led. Thì cái đèn led là nó có thể chớp chớp được nhiều màu giống như vậy. Và cũng có cửa sổ giống như bên dưới ha. Đó, cửa sổ bự luôn. Thì Tấn nhắc lại cái giá bán nha cô chú anh chị. 1.650.000.000 là trọn gói cả nhà và đất. Để anh Hoàng tặng một số món nội thất luôn nha. Ở trong đây là sẽ có hai phòng ngủ. Trong phòng ngủ là có nhà tắm toilet luôn, và ở sau là có cái ban công. Nãy ở dưới tầng trệt á, chúng ta thấy là gạch dán tường cao 1,6 m. Còn trên đây á thì có dán tường ở dưới chân nha cô chú anh chị. Dán thấp thấp dưới chân. Đây, phòng ngủ thứ hai nè. Có cửa sổ. Đường dây điện gắn máy lạnh đâu là có đi sẵn nha, đèn ngủ, máy quạt. Phòng nào cũng rộng hết cho chứ anh chị. Nhà tắm toilet trong phòng này. Đó, bồn cầu liền khói. Có lavabo, có gương trong phòng sẵn. Vòi sen, vòi xịt đầy đủ nha. Và đây là phòng ngủ thứ ba của nhà. Đó, cái phòng ngủ này giống như cái phòng ngủ ở dưới
tầng trệt vậy đó, là cũng có cái cửa để đây đi ra phía sau, cũng có cửa sổ và thêm cái nhà tắm toilet trong phòng nữa. Địa chỉ ở đây là ấp Trường An, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Cách đường quốc lộ 22B và cách đường Nguyễn Lương Bằng á, là khoảng 300m. Gần chợ Cẩm Giang, ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. Ở chỗ này ra chợ Cẩm Giang là khoảng 700m. Đi vô Ủy ban xã Trường Đông là khoảng 3 cây. Đi chợ Long Hoa 9 cây, đi Tàu Thánh Cao Đài 10 cây, đi thành phố Tây Ninh 12 cây. Còn cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á, là 70 cây. Đây, cái cửa đi ra ban công nè. Đó, rộng rãi. Ở sau là vườn mít. Để Tấn đi ra bằng cái cửa bên ngoài cho cô chú anh chị coi. Nếu cô chú anh chị muốn mua nhà thì liên hệ anh Hoàng. Còn nếu thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Đây, chỗ này có cái cửa nè, ban công. Đó, cái ban công rộng vậy, để bộ bàn ngồi uống trà đâu, không gió đâu, hợp lý hả cô chú anh chị? Chỗ này có cái đèn nữa nè. Ban công thì lát gạch sân vườn. Lan can là khung sắt nè. Đó, rồi khung sắt ở bên dưới ha. Đó, cái sàn ở dưới đó. Bên đây là cái vú sữa nhà hàng xóm, vườn mít của hàng xóm. Rồi nhà cửa hàng xóm, dân cư xung quanh. Bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng của nhà đất này cho cô chú anh chị coi nha. Nhà có hoàn công, tức là có thông tin nhà ở trên sổ hồng luôn. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ nè cô chú anh chị. Thì nhà đất này là hướng Tây. Cái đường ở trước nhà là đường 10m nha. Thì diện tích nhà đất đang cần bán nè, chiều ngang là đúng 5, ở trước 5, ở sau cũng 5 luôn. Còn chiều dài á, một bên là 33, một bên là 32. Cái bản vẽ này á là có luôn cái vị trí xây dựng của căn nhà và có luôn cái phần lầu lửng ở phía trên nè, đây ghi là tầng 2 đó. Thì tổng diện tích của hai tầng á là 163m² nha, gọi là diện tích sàn đó cô chú anh chị. Đây cái phần thông tin. Thửa đất số 669 tờ bản đồ số 40. Địa chỉ là ấp Trường An, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích nè 161,6 là sinh lộc, sinh lộc. Ở trên đây chúng ta thấy là 80 thổ cư nhưng mà có điều chỉnh lại là 100m² thổ cư nha. Thông tin nhà ở đây, nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng 90m², diện tích sàn 163m², nhà cấp 3. Ghi chú, thửa đất có 12,3m², thuộc lộ giới của đường 10m phía trước. Đây, cái phần bổ sung thổ cư nè, cái phần điều chỉnh á, thì điều chỉnh lại là 100m² thổ cư nha. Còn đất cây lâu năm á, là 61,6. Ở nhà có hoàn công luôn. Rất giá trị nha cô chú anh chị, thuộc thị xã nữa và tương lai Hòa Thành sẽ lên thành phố nha. Thì giá bán trọn gói là 1.650.000.000. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ anh Hoàng nha. Số điện thoại là 0903 730 443, 0903 730 443, 0903 730 443, gặp anh Hoàng chủ nhà. Định vị Google Map thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Bây giờ Tấn sẽ ra ngoài quốc lộ 22B, quay từ hướng chợ Cẩm Giang lên đây cho cô chú anh chị coi nha. Rồi chạy thông ra đường Nguyễn Lương Bằng luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, đây là đường quốc lộ 22B nè. Tấn đang chạy cái hướng là từ Cẩm Giang đi lên Hòa Thành nha, tới khu vực Ủy ban xã Cẩm Giang nè cô chú anh chị. Đó, bên phải là công an và Ủy ban xã Cẩm Giang nha. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Trảng Bàng Gò Dầu đi lên
theo đường quốc lộ 22B nè, là chúng ta sẽ đi ngang qua Ủy ban xã Cẩm Giang, chợ Cẩm Giang, là sẽ tới địa phận của ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. Đó, hai địa phương giáp ranh nhau ha. Nhìn thẳng trên màn hình là chúng ta sẽ thấy được núi Bà Đen, biểu tượng của Tây Ninh, nóc nhà năm bộ đó cô chú anh chị. Đây, chợ Cẩm Giang. Chợ là bên tay phải, còn bên tay trái là có Bách Hóa Xanh nè. Sau lưng Bách Hóa Xanh là sông Dầm Cỏ Đông á. Ở đây là kế bên sông luôn. Bữa nay là ngày bầu cử trưởng ấp nè cô chú anh chị. Trang trí cờ rất là đẹp nha. Mình chuẩn bị vô địa phận của thị xã Hòa Thành. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Map của nhà để trong phần mô tả nha. Đây, bây giờ tới ngay chỗ này là vô địa phận thị xã Hòa Thành nè cô chú anh chị. Thì bên tay phải là thánh, bên tay phải á, là điện thờ Phật Mẫu Trường Ân. Qua điện thờ Phật Mẫu là mình sẽ quẹo phải nè. Từ chợ Cẩm Giang lên tới đây là 500m nha, kế bên ngã ba Thiên Thọ Lộ. Đã, ngã ba Thiên Thọ Lộ là ngay phía trước mặt nha cô chú anh chị. Cái đường bên tay phải là đường Nguyễn Lương Bằng đó. Ngay ngã ba lớn nha, dễ biết nha. Đi thẳng là lên trung tâm thị xã Hòa Thành, lên thành phố Tây Ninh. Còn bây giờ mình sẽ quẹo vô đây. Đường thông nha cô chú anh chị, mình vô đây cũng được. Hoặc là đi bên Nguyễn Lương Bằng vô cũng được. Đầu đường là căn nhà lầu rất là bự nè. Đường có đèn đường nha. Đường ở đây là đường 10m hết cô chú anh chị. Thì Hòa Thành là đang phấn đấu để lên đô thị loại 3, tức là sẽ lên thành phố đó. Thì những cái đường 10m như thế này là sẽ lên nhựa nha. Sắp tới là sẽ lên nhựa hết. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Vô trong đây thì nhà cửa rất là nhiều. Đó, cái đường này là đường nhánh của quốc lộ 22B nha cô chú anh chị. Tới phía trước mình rẽ trái nghĩa là tới nhà nha. Đây, qua một cái ngã tư nè, tới ngã tư phía trước rẽ trái. Những cái đường như thế này á, hy vọng là sắp tới nhà nước sẽ lên nhựa luôn nha cô chú anh chị. Lên nhựa cho nó đẹp. Mình chạy thẳng xích tới là cái đường nhựa. Cái đường nằm ngang phía trước là đường số 6 Nguyễn Lương Bằng á, là ra ngay trường tiểu học á, gần trường tiểu học nè, gần chợ. Đây, căn nhà đang cần bán. Cái cổng là mái ngói màu đỏ nha cô chú anh chị. Giá bán là 1.650.000.000. Nhà lậu lửng nha. 3 phòng ngủ, 3 nhà tắm toilet. Thì chạy thẳng xích tới nè cô chú anh chị, là cái đường này nó sẽ thông với đường số 4 Nguyễn Lương Bằng. Đó là ra tới đường Nguyễn Lương Bằng khoảng 300m. Đây có tiệm tạp hóa nè.
Đó là có nhiều hướng để vô nha cô chú anh chị. Tấn thấy là vô bằng cái đường ngoài quốc lộ 22B lúc nãy vô là nó sẽ đẹp nhất. Nãy đi ngang khúc đó rất là mát luôn nha. Đây, tới khúc này là đường số 4 nè, và chuẩn bị ra đường Nguyễn Lương Bằng nè. Đường Thông. Rồi, trên bảng tên đường cũng là đường số 4 luôn nha. Thì nếu quẹo trái nè cô chú anh chị là sẽ ra quốc lộ 22B ngay ngã ba Thiên Thọ Lộ đó. Nhà là gần ngã ba Thiên Thọ Lộ nha, gần chợ Cẩm Giang. Đầu đường là quán cà phê nè. Nhà máy thái, nhà lầu rồi quá chừng đó. Còn quẹo phải nè cô chú anh chị là sẽ hướng vô trung tâm của xã Trần Đông nha. Chợ Trần Lưu rồi ủy ban xã nữa là đi vô hướng này. Cái đường này tên là đường Nguyễn Lương Bằng. Nãy mình đi ra bằng đường số 4 nha. Còn cái đường bên đây nè cô chú anh chị, quẹo phải vô nè là đường số 6. Thì vừa quẹo vô là trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng. Ở nhà là cách trường tiểu học chỉ có vài trăm mét thôi nha. Thì Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.